Thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 10, ngày cuối cùng thực hiện đợt cao điểm 70 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. Trải qua nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của mưa lũ, nhưng với quyết tâm chính trị cao, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra. Là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3, cùng với hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, công an huyện Bát Sát triển khai ngay việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước khi đảm bảo các điều kiện. Nhờ vậy, Bát Sát là một trong ba huyện đạt tỷ lệ thu nhận hồ sơ cao nhất trong đợt cao điểm này. Riêng cá nhân tôi là tôi cảm thấy là rất là phấn khởi vì góp một phần sức lực của mình và sức lực của toàn đội để hoàn thiện cho các cháu được cái hồ sơ căn cước. Các đồng chí là các bước và đổi căn cước cũng nhanh mà làm mới cũng nhanh là cũng thuận tiện cho bà con là. Đợt cao điểm vừa qua, công an các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện thu nhận hồ sơ với phương châm làm việc liên tục, ngày không giờ, tuần không thứ. Suốt 70 ngày đêm, các lực lượng làm việc liên tục từ 7 giờ cho đến 22 giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ. Ngay sau khi cơn bão kết thúc, các điều kiện khắc phục đã đảm bảo thì chúng tôi tiếp tục thực hiện duy trì hai tổ tiếp tục thường trực và một tổ lưu động cấp căn cước tại các địa điểm. Trong đó thì chúng tôi là phối hợp với lại các chính quyền địa phương và các trường thực hiện là đưa đón các cháu đến các cái điểm cấp căn cước để làm sao đảm bảo vừa an toàn và vừa đạt được cái hiệu quả cao. Theo thống kê của công an tỉnh, tính đến hết ngày 14 tháng 10, toàn tỉnh đã thu nhận được 219.900 hồ sơ cấp căn cước, đạt 99,03% chỉ tiêu giao. Trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là 78.260 hồ sơ, đạt 100% kế hoạch. Trẻ từ 6 đến 14 tuổi là 129.654 hồ sơ, đạt 98,51%. Và người trên 14 tuổi là 11.986 hồ sơ. Mường Khương, Simacai, Bát Sát, Bắc Hà là những địa phương có tỷ lệ cao nhất. Đến thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng là công an các đơn vị đã hoàn thành về cơ bản cái cao điểm 70 ngày đêm cấp căn cước. Hiện tại bây giờ còn một số ít những cái người vắng mặt tại địa phương như là đi lao động, học tập, làm ăn, sinh sống tại nước ngoài hay là cái số mà phạm nhân đang chấp hành án thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ quyết tâm thu nhận đối với các trường hợp mà quay trở về địa phương để cư trú. Công an các địa phương vẫn tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân tại trụ sở và trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh trong giờ hành chính. Kết quả thực hiện được cao điểm góp phần phát triển công dân số, xã hội số, xây dựng chính quyền số tại địa phương.